What? Đấy, ách thật chả. Ghê ta. Lần đầu tiên tôi ném bom chết người, thề luôn. Đúng không? Xong rồi tôi được cam đến chữ tử của máy bay. Hit rồi, hit tickle. Ôi ôi, cái mùa tao. Ôi chết rồi, to cái gì đấy? Đúng luôn. Nghe bom to lắm ông ơi. Đúng là bom to luôn. Tưởng quá. Oh! Ew! Dude! What the fuck? À chà. Căng thẳng ra. Không thèm ngắm luôn. Phải lột kìa. Không ngắm luôn đâu ạ. Ghê thế này. Cái chỉ tâm bắn lên. Mà một viên một bạn quá. Ai không? Hình như nó bay nó ngắm thẳng tôi rồi đúng không ạ? Ngắm tôi bên đâu rồi? Ui, đi sợ nó phải ném phải 20 quả ở đây ấy. Máy lột. May mà chạy kịp. Giải thảm ạ. Con chó giải thảm ạ. Nó giải thảm mà sợ rồi. Có khi tôi giết nó. Ui vãi sợ. What the fuck? Lên được cái nào của mày đằng trai. Fuck to me. Anh bắn xích kia không em? Mau. Rồi, tụi bay muốn xếp hết rồi. Ở đó là tao mày. Yeah boy. Chết con mẹ sao mà hỏng đồng. Thằng ba đưa nó hỏng đồng mà nó được cái thằng ba đưa ăn cái mũ cửa. Má sao ông? Áo huyệt nhỏ tư. Nó phải để tôi lên trước chứ. Anh này mày hỏng đồng rồi nhé con. Nó thương nặng lắm rồi, không bắn được gì không? Có lên gì lên, vì đã chết rồi, lên đi em. Kìa bên trái kìa, đúng hai thằng kìa. Ui, nó xuyên.